về nhà bắt đầu mình chơi một ấy đây. Đây là những đội. Mai chẳng biết các bà còn có chơi cái bài Vina soi nữa không đi. Không, nói chung là không soi được. Thì mình là dâu trăm họ mà mình không thể nào chiều tất cả mọi người được. Mình cảm thấy ok. Mình ăn áng là được. Cái này cứ muốn chiều từng người. Đây là những đồng chí còn sót lại cuối cùng để dọn dẹp. Đó. Đấy, gái xinh dọn dẹp kìa. Nhiệm vụ của anh là ăn và quay. Và nhiệm vụ của gái xinh là gái xinh cứ làm. Thấy chưa? Đấy. Đây, những lúc này là em xinh nhất. Đây, hai gái xinh nữa này. Đấy. Đúng là đoàn viên. Bốc đi các thanh niên. Mấy thanh niên này, bốc đi. Gái xinh này. Đây anh soi những thanh niên này mà nhìn thấy gái không chịu ra giúp đỡ. Đây là những thanh niên mà nhìn thấy gái bốc rác mà không ra. Đấy, hai thanh niên này ngồi đây. Đây, thanh niên kia che mặt. Mà xin chia sẻ thanh niên này tên là Tân nhá. Đấy, đây thanh niên này nhìn thấy gái bốc không chịu. À đây là một cái hot boy. Đấy mới là thanh niên đây này. Đấy. Sướng nhất thanh niên này cùng với gái dọn rác. Theo mẹ, sướng của mẹ ra. Dễ thương chưa? Còn nhóm thanh niên là không chịu dọn rác ra đây chia kẹo. Đấy, trong đó có đồng chí Tuấn. À ừ, đây là đồng chí Tuấn, xin lỗi. Đây, đang làm gọn lại anh ạ. Đấy. Vui vậy thôi. Ừ. Đây là Ngân đây chuối kìa Ngân. Em không có thích chuối. Thanh niên quét sân. Thanh niên này rất xinh nhưng mà chỉ xinh chỉ để ngắm thôi. Đấy. Chết được tuổi sinh chỉ là ngắm thôi. Kìa thanh niên ăn vào múa cột. Đâu rồi vừa mình sắp ra đi. Này hôm nay thành cái mô cháu lòng. Không có mô hot rác à? Không có ạ. Đó mỗi mô hot tay rồi. Trong này có mô hot tay rồi. Quý. Đấy. Thanh niên quá tuyệt vời. Ơ, hình như có mò rác mà nhỉ. Anh đừng bảo em bóc bằng tay suốt, anh bảo là có mò rác nhá. Không làm gì đi, không làm gì cứ đi quay điện thoại thôi. Còn đây là người ghi lại những hình ảnh sinh động vừa rồi. Còn đây là những đồng chí là chây ỉ ngồi trên xe nhìn gái hot rác. Trong đó có một là đồng chí Hùng, hai đồng chí Tân, ba là đồng chí gì kia, bốn là đồng chí gì nhỉ? Lâm. Đấy. Trong đồng chí Phúc. À, còn thanh niên này vừa dọn rác xong. Đây. Còn thanh niên này vẫn đang hot những cái đống rác cuối cùng. Lát nữa sẽ được mỗi người thơm cái. Không. Sướng bỏ sư gì ra là cần gì nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đồng chí bí thư chém gió. Nói chung là hôm nay tôi rất vui khi mọi người rất nhiệt tình để tổ chức chương trình này. Đấy. Tôi xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Rồi, một tràng pháo tay.
Xin mời sự phát biểu của đồng chí Ngáo. Xin mời sự phát biểu của đồng chí Ngáo. Lần đầu tham gia. Lần đầu tham gia. Sao lại lần đầu? Năm nào cảm nghĩ. Thôi nhưng mà thôi. Rồi. Nêu nêu cảm nghĩ. Cảm nghĩ của hôm nay có vui không? Và với thanh niên vui là cho quét rác hơi đau tay. Quét rác rồi. Mua thế à? Nhưng mà đợt này là đi được ngắm các cháu mầm non nhỏ nhỏ có sinh không? Có sinh. Đây được không? Sinh nhưng mà tóm lại là bên